chương 30 Theo đuôi quách nguyệt lạc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 30 Ăn tuyệt hậu vương đại dũng đi, hắn đi rất bất an tường, trước khi chết bởi vì thống khổ, kịch liệt dãy dụa lấy, liền đầu lưỡi đều bị hắn cắn nát. Hắn bởi vì dùng sức quá mạnh, trên trán, trên cánh tay gân xanh bốc lên, cả người đến chết một khắc này, cơ bắp còn không có lỏng xuống, cuối cùng, ánh mắt hắn trừng cực lớn, không có âm thanh. Ngày thứ hai, người trong thôn đều biết Vương Đại Dũng bị rắn độc cắn được đi, bất quá những người này chẳng những không có thương tâm, ngược lại phía sau đều nói chết được tốt. Dù sao Vương Đại Dũng những năm này sở tác sở vi những người này đều nhìn ở trong mắt, ngoại trừ Vương Đại Dũng thân đại ca hòa thân đại tỷ bên ngoài, những người khác rất đồng tình Trương Tiểu Hồng hai mẹ con. Mặc dù Vương Đại Dũng làm việc hỗn đảng, nhưng cần thiết tan sự vẫn là phải làm. Bảy ngày sau, chính thức hạ tán trương tiểu hồng đơn giản dùng một trương vải rách đem thi thể gói kỹ lưỡng về sau đào một ngày thổ cuối cùng là đào ra một cái hố đơn giản đem vương đại dũng chôn nhìn xem vương đại dũng mộ bia vương trọng trong lòng thở dài một hơi vương đại dũng vừa chết hắn cùng mẫu thân vận mệnh sẽ bị sửa vương đại dũng sau khi chết không bao lâu trương tiểu hồng cổng vương trọng đi trọng mà chỉ là vừa tới đất bên trong liền thấy đại bá vương đại hổ cùng đại cô vương bình mang theo người nhà đang trồng nhà mình địa Ta ca ta tỷ, các ngươi loại nhà ta mà làm gì? Trương Tiểu Hồng vội vàng chạy tới. A, à, Tiểu Hồng a, à, lời này của ngươi liền không đúng. Cái gì gọi là loại nhà ngươi mà? Đất này đều là chúng ta lão vương nhà, vương đại dũng hiện tại chết rồi, đất này đương nhiên về chúng ta. Vương Bình hai tay chống nạnh, ngang ngược nói. Thế nhưng là tiểu ngư là đại dũng nhi tử a. À? Kia không có biện pháp, Tiểu Hồng, ngươi còn trẻ, ai biết đại dũng vừa chết? qua trận ngươi gả cho ai ngươi gả đi chẳng lẽ lại đất này cũng cho các ngươi vương đại hổ hùng hùng hổ hổ đạo ta cam đoan không lấy chồng trương tiểu hồng đau khổ cầu khẩn vương bình tức giận nói ngươi nói không gả liền không gả a à, dù sao đại dũng chết rồi đất này các ngươi cũng đừng nghĩ nếu là dám náo chúng ta đem các ngươi phòng ở cũng muốn trở về ăn tuyệt hậu đây là ăn tuyệt hậu a à vương trọng trong lòng phẫn nộ non nớt tay nhỏ gắt gao giắt lấy hắn làm sao đều không nghĩ tới ăn tuyệt hậu loại này ác độc sự tình sẽ phát sinh trên người mình cái gọi là ăn tuyệt hậu chỉ là một gia đình trong nhà trụ cột nam nhân sau khi chết chỉ còn lại cô nhi quả mẫu sau đó nhà mẹ đẻ cũng không có thế lực nào không có dựa vào như vậy chết đi nhà trai người nhà tỷ như đại bá cô cô những người này liền sẽ khi dễ bọn hắn tỷ như sẽ chiếm cô nhi quả mẫu thổ địa cướp đoạt tài sản, thậm chí đem bọn hắn bước đi, bước cô nhi quả mẫu đi đến tuyệt lộ, cái này kêu là ăn tuyệt hậu. Ăn tuyệt hậu loài sự tình này dù là tại xã hội hiện đại còn có rất nhiều, trước đây ít năm liền có hai cái danh nhân bởi vì ăn tuyệt hậu sự tình lẫn nhau xé. Chúng ta, chúng ta không có mà, sống sót bằng cách nào a? À? Phu phu, trương tiểu hồng trực tiếp quỳ, càng không ngừng dập đầu. Ta ca ta tỷ, ngươi liền xem ở tiểu ngư còn nhỏ phân thượng cho chĩa xuống đất cho chúng ta đi 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 thật sự là suối quẩy ta nhìn đại dũng từ khi cưới ngươi vận khí liền không có tốt hơn vương bình không nhịn được xua đuổi vương đại hổ quát lớn sao quỳ xuống muốn cho người khác đồng tình ngươi a à? ngươi để trong thôn những người khác phân xử thử đại dũng chết rồi hắn đồ vật có phải hay không chúng ta vương gia cho ta lập tức cút đi nương cùng bọn hắn nói không thông đi thôi. Vương trọng mặt không chút thay đổi nói. Nhi tử. Không có việc gì. Vương trọng cười, quay đầu hô. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sớm muộn, bút trướng này sẽ tính toán. Trên đường trở về, Trương Tiểu Hồng càng không ngừng than thở. Mà không có, thời gian này về sau thế nào qua a? À? Nương, chúng ta nuôi, đến lúc đó nuôi gà có thể đi trong huyện thành bán trứng gà, mà lại chúng ta có thể bắt cá ăn, ta trưởng thành liền theo mã vũ thúc học bắt cá, cho nên không cần sợ, chúng ta không có chuyện gì. Vương Trọng nghĩ qua, lấy chính mình bác sĩ thú y tri thức, nuôi chút gà việc dư xài, bình thường lại bắt chút cá làm điểm thịt trừng, chỉ cần chịu đựng qua đoạn này khó khăn cuộc sống là được. Ừm, chỉ có thể dạng này. Nhìn thấy Vương Trọng như thế hiểu chuyện, Trương Tiểu Hồng trong lòng giấy lên một tia hy vọng. May mắn, Vương Đại Dũng thời điểm chết lưu lại ba lượng bạc, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Tiểu Hồng mang theo Vương Trọng đi trong huyện thành đi mua gà mầm. Vương Trọng thân là bác sĩ thú y, tay sờ một cái nhìn qua, gà mầm cái nào khỏe mạnh cái nào gầy yếu cái nào là gà mái, đều có thể nhìn ra được. Sau đó, Trương Tiểu Hồng tại Vương Trọng theo đề nghị, mua 12 con gà mầm. Còn lại một lượng bạc nàng mua một điểm mễ, M. Bất quá Vương Trọng không có trước tiên trở về, mà là mượn nói đi dạo phố lấy cớ, lôi kéo Trương Tiểu Hồng đi tới cổng huyện nha. Tại trước cửa này dán một bộ phận tội phạm truy nã hình ảnh, tội phạm truy nã, đại quan đầu, ảnh chân dung, thình lình liền dán tại phía trên, trên đó viết, phạm cáo tri tội phạm truy nã vị trí người, thưởng ngân lượng trăm lượng. Ở kiếp trước, Trương Lão Bản tên kia đi vào quan phủ mật báo, liền được hai trăm lượng thưởng ngân, về sau càng là không biết thông qua thủ đoạn gì, mưu được trác phúc gia sản, liền văn tự bán mình đều bị hắn đoạt tới tay. Muốn làm những việc này, cũng không phải một sớm một chiều liền làm tốt, trương này vốn ban đầu nhất định là mưu đồ không ít thời gian. Chờ ta ổn định lại, sớm một bước mật báo, tranh thủ đem trương lão vốn cũng làm đi vào, hiện tại chính mình tuổi tác quá nhỏ, coi như đi mật báo, chỉ sợ quan phủ cũng sẽ không phản ứng ta, ngược lại tin tức truyền đi, có khả năng đưa tới họa sát thân. Mà lại cùng mẫu thân nói, mẫu thân chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng vẫn là đợi thêm hai năm đi vừa nghĩ đến đây vương trọng lôi kéo trương tiểu hồng nói nương chúng ta đi thôi về đến nhà trương tiểu hồng thu thập đầu tiên là tại phòng ở phía sau trên mặt cỏ dùng hàng rào vòng một cái sân bãi dùng để nuôi gà nuôi gà thoạt nhìn dễ dàng kỳ thật cũng rất phiền phức trương tiểu hồng mặc dù không hiểu nhưng vương trọng hiểu a nhất là cái này giả ngoại hoang vu chỉ cần cam đoan gà không bị cắn chết, bọn hắn hầu như không cần quản cho gà ăn, bởi vậy với hắn mà nói rất đơn giản. Liên tục mấy ngày, vừa đến chạng vạn tối vương trọng liền vội vàng một đám gà vào nhà, đây là để gà nhận nhà, về sau chờ gà lớn, cũng không cần đuổi đến, trời vừa tối gà chính mình về nhà. Trong nhà bởi vì nuôi gà, hương vị mặc dù khó ngửi một điểm, nhưng ít ra có thể bảo chứng gà không bị trồn cho điêu đi. Thời gian hai năm đi qua, trong hai năm qua một tổ gà tại vương trọng chiếu kháng dưới khỏe mạnh trưởng thành cả đám đều thành bà gà cơ hồ mỗi cái ngày ngày đều có thế kế tiếp trứng đem trương tiểu hồng mừng rỡ không ngậm miệng được về sau vì nhiều đến điểm sinh hoạt nơi phát ra năm gần năm tuổi hắn bắt đầu giúp đỡ mã vũ thúc cùng một chỗ xuống sông mò cá hắn mặc dù không làm được sống lại nhưng là hỗ trợ làm lưới vẫn là có thể mã vũ thúc càng xem vương trọng tiểu tử này càng là hài lòng mới bao nhiêu lớn tiểu hài a à, nhà khác tiểu hài lúc này thiên thiên chơi buồn vương tiểu ngư đã bắt đầu nuôi gà nhi mò cá mắt nhìn thấy cái này hai mẹ con cuộc sống càng ngày càng tốt bất quá vương trọng cũng không hài lòng hiện tại bọn hắn sinh hoạt chỉ là ấm no muốn được sống cuộc sống tốt đến có ba loại có phòng có tiền có lão bà bọn hắn cái nhà này vẫn là quá phá o o bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 31 Theo đuôi Quách Nguyệt Lạc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 31 Theo đuôi Quách Nguyệt Lạc, Nhi Tử, nương đi đem trứng gà bán, trở về mang cho ngươi kiện quần áo mới, ngươi ở nhà đừng chạy lung tung. Sáng sớm, Trương Tiểu Hồng kiên nhẫn dặn dò. Yên tâm đi nương. Ừm, vậy mẹ đi. Trương Tiểu Hồng cười một tiếng, đối với đứa con trai này làm việc, nàng là yên tâm trăm phần. Trương Tiểu Hồng vừa đi, Vương Trọng liền đi tới trong phòng. Tại góc tường giá đỡ dưới mặt đất, có một cái cái rổ nhỏ, bên trong che kín một khối vải bông, đây là giữ ấm dùng. Xốc lên vải bông, phía dưới thình lình nằm 10 cái trứng gà. Hơn một năm nay vừa đến, tại Vương Trọng tỉ mỉ chiếu kháng dưới, trước đó 12 con gà đã biến thành hơn 20 cái gà, tất cả đều là dựa vào ấp ra không phải sao, lại có không ít gà nên phá xác mà ra. Tiểu ngư ca ca. Lúc này, năm gần năm tuổi quách Nguyệt Lạc nải thanh nải khí đi đến. Nguyệt Lạc, sao ngươi lại tới đây? Ông ngoại đi bắt cá, ta muốn thấy đi bắt cá, ngươi theo giúp ta đi thôi. Hôm nay không rảnh, ta phải nhìn xem gà. Vương Trọng xem xét nha đầu này một chút. Nha đầu này nho nhỏ niên kỹ đã rất duyên dáng, ghim một đầu bím tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn quái đáng yêu gà có gì đáng xem a à? vương trọng chỉ vào trong chăn bông trứng gà nói ngươi đợi chút nữa nhìn xem gà đợi chút nữa liền từ nơi này trứng bên trong ra ngươi gạt người đây là trứng gà gà làm sao lại từ nơi này ra đâu quách nguyệt lạc nhíu lại cái mũi hiển nhiên không tin vậy ngươi đợi lát nữa nhìn liền tốt quách nguyệt lạc gật gật đầu ta không muốn chờ chúng ta chơi tướng công nương tử đi ta cho ngươi nấu cơm. Nhà đầu này thật là nghĩ đến cái gì liền làm cái gì, sau khi nói xong, chính mình cầm trên đất cục đá nói một mình. Ta làm cho ngươi bánh trôi, nấu chè trôi nước ăn, sau đó tướng công ngươi liền đến ăn cơm đi. Vương Trọng nhìn đều có chút vui vẻ, tiểu hài tử chính là ngây thơ a, à, cầm mấy khối tảng đá có thể chơi buổi sáng. Chơi lấy chơi lấy quách nguyệt lạc qua, một tiếng đột nhiên khóc. Sao rồi? Vương Trọng sững sờ, ngay sau đó nghe được một cổ mùi nước tiểu khai, mở mắt xem xét, nhà đầu này thế mà tệ ra quần. Ô ô, thật mát, thật mát, ta muốn đổi quần quần. Quách Nguyệt Lạc khóc đến tê tâm liệt phế, ai bảo nàng là nữ hài tử đâu, bình thường bị ngoại bà mang phá lệ thích sạch sẽ. Vương Trọng vỗ đầu, có chút đau đầu, cái này Quách Nguyệt Lạc mặc dù lớn lên rất nhanh, nhưng tệ ra quần tật xấu này đến bây giờ còn không có sữa. Hắn vội vàng nói. Ngươi chờ, ta đi đem ngươi bà ngoại kêu đến. Nói xong chạy ra ngoài. Tôn Đại Nương, Tôn Đại Nương. Chạy đến Tôn Đại Nương trong phòng xem xét, không ai, đến, đoán chừng đem quách nguyệt lạc thả hắn nhà, chính mình đi trong đất đi. Nông thôn bên trong chính là như vậy, trưởng bối ra ngoài làm việc, tiểu hài tử lúc còn rất nhỏ liền thả trong để bọn hắn tùy tiện chơi, cổ đại càng không cần nhắc tới, cũng chính là vương trọng kỳ thật là cái trưởng thành, cho nên mới khinh thường với chơi bất đắc dĩ về đến nhà, quách nguyệt lạc còn tại khóc bù lu bù loa, hắn chỉ có thể câu mày nói. Ta cho ngươi đổi quần đi, ngươi xuyên ta chấp nhận một chút. Cho quách nguyệt lạc giải quần, cầm chính mình chùi đít vải cho nàng trà sát một lúc sau, vương trọng cho nàng mặc quần. Mặt sau quách nguyệt lạc hưng phấn nói. Tiểu ngư ca ca, ta về sau gả cho ngươi đi, dạng này ta cũng không cần học mặc quần. Cái này không thể được, mặc quần áo là mỗi cá nhân đều muốn học, Biết không? À, thế nhưng là mụ mụ nói, chỉ có tướng công mới có thể nhìn nữ sinh, vậy là người ta tướng công sao? Đứa nhỏ này hiểu được vẫn rất nhiều a. À. Chúng ta bây giờ còn nhỏ đâu, ngày sau hãy nói đi. Vương Trọng bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này kia một tổ trứng gà bên trong truyền đến thanh âm liếu riếu, Vương Trọng trong lòng vui mừng, xốc lên ổ chăn, chỉ gặp 10 cái trứng gà đều đã phá xác, mấy cái gà con ngửa đầu, liếu riếu cầu ăn. à thật sự có gà con. Quách Nguyệt Lạc ngồi sổng trên mặt đất, vui vẻ sờ lấy từng cái màu vàng gà con. Sau đó Vương Trọng đem gà con cầm ra đi, những này gà con lão đảo nghiêng ngã đi tới, mấy cái gà mái tại bản năng mẫu tính phía dưới, che chở gà con đi tới đi lui, bắt đầu dạy bọn họ tìm ăn. Tiếp xuống Vương Trọng đi đến cách đó không xa chân núi, bởi vì bọn hắn không có địa, cho nên gần nhất hắn cùng mẫu thân đều tại thu thập chân núi cỏ dại, chuẩn bị khai khẩn ra một mảnh đất trống trồng trọt. Trải qua trước trước sau sau công tác, đã bị bọn hắn khai khẩn ra một mẫu không đến địa, vương trọng chuẩn bị nhiều khai khẩn một phần. Hắn khi làm việc, quách nguyệt lạc cầm cỏ đuôi chó, giống theo đuôi đồng dạng ở phía sau đi theo, đối với cái này vương trọng cũng là bất đắc dĩ, liền để nàng đi theo chơi đi, chính mình cũng không tốt đuổi nàng. Xuân đi đi về đông. Đảo mắt đến cuối năm. Hiện tại vương trọng nhà đã có hai mẫu ruộng ruộng tốt, hơn 40 con gà, trong nhà ngoại trừ điểm nhỏ bên ngoài, lương thực trên cơ bản sẽ không thiếu, nguyên bản một nghèo nhị bạch tiểu gia, dần dần giàu có lên. Qua Tết, một ngày này Trương Tiểu Hồng giết hai con gà mái, đưa cho tôn đại nương nhà một con về sau, một cái khác chính mình nấu, lại đốt đi hai bát cá kho, rau xanh, cỏ đầu canh về sau, mời tôn đại nương một nhà tới ăn bữa cơm đoàn viên. Lúc ăn cơm, quách nguyệt lạc hưng phấn hung hăng cho vương trọng gấp thức ăn một màn này nhìn tôn đại nương cùng mã vũ thúc cười ha ha nguyệt lạc ngươi có phải hay không thích tiểu ngư ca ca a trưởng thành để ngươi gả cho hắn có được hay không tôn đại nương đối vương trọng rất thích tự nhiên không ngại nói như vậy quách nguyệt lạc dù sao tiểu tuổi đời này còn không hiểu gì thẹn thùng nghe vậy lập tức vỗ tay tốt a à, tốt a à, ta thích tiểu ngư ca ca hắn nhưng lợi hại cái gì đều hiểu đâu mã vũ thúc vui tươi hớn hở gật gật đầu ngược lại không nói gì hắn so tôn đại nương thấy xa một chút mặc dù hắn cũng rất thích vương trọng thế nhưng là chuyện nam nữ giảng cứu chính là môn đăng hộ đối quách nguyệt lạc phụ mẫu đều là chăn heo bán thịt heo đại thương hộ chỉ là hỏa kế đều thuê mười mấy tại trong huyện thành đều có căn phòng lớn vương tiểu ngư mặc dù ưu tú nhưng tình huống trong nhà vẫn là quá kém coi như bọn hắn đồng ý quách nguyệt lạc phụ mẫu chỉ sợ không vui vương trọng sống niên kỹ sau người ở đây đều dài, tự nhiên nhìn ra mã vũ thúc trong mắt đồ vật, trong lòng thầm than một tiếng, chính mình vẫn là quá nghèo. Bất quá không có việc gì, qua năm, hắn liền sáu tuổi, cách trương lão bản mật báo chỉ còn lại nửa năm, hắn chuẩn bị thoáng qua một cái năm liền đi báo quan, đi lĩnh kia hai trăm lượng bạc. Năm sau một tháng, Trương Tiểu Hồng để trong thôn vàng thợ mộc làm một cổ xe đẩy, bỏ ra trọn vẹn năm lượng bạc. Sau đó phía trên đặt vào trứng gà, tám con to béo gà trống mang theo vương trọng hướng trong huyện thành tiến đến về phần trong nhà nàng xin nhờ để tôn đại nương trông giữ một chút đi vào huyện thành trương tiểu hồng tìm một cái phiên chợ trống không vị trí bán nương ta muốn đi chơi hội chờ đợi một hồi vương trọng cầm trong tay đùi gà khỏe mạnh kháu khỉnh nói nghĩ đến vương trọng bình thường rất hiểu chuyện trương tiểu hồng dặn dò vậy cũng không có thế chạy xa biết không biết nương vương trọng chạy ra ngoài đi ngang qua trác phúc tòa nhà lớn thời điểm liền thấy nha Hoàng nhã lan đứng tại cổng đang bị trương lão bản khiển trách oh bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 32 báo án bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 32 báo án ngươi làm thế nào sự tình để ngươi tẩy điểm quần áo nhìn đem thiếu nải nải quần áo tẩy thành cái dạng gì người có biết hay không thiếu nải nải quần áo đắt cỡ nào chính là bán đi ngươi ngươi cũng không thường nổi ngươi biết hay không trương lão năm này kỹ cùng trắc phúc không chênh lệch nhiều răng vàng như nến nước bọt phun ra nhã lan một mặt vương trọng hiếp mắt lại ở kiếp trước cũng là hôm nay cũng bởi vì nhã lan đem thiếu nải nải quần áo tẩy phá trương lão bản khiển trách nhã lan hơn nửa ngày còn phạt nàng một ngày không cho phép ăn cơm rất đáng thương ta sai rồi, thật xin lỗi, ô ô. Nhã Lan cúi đầu, nức nở khóc. Thật là xui xẻo, hại ta đều bị mắng, hôm nay không cho phép ngươi ăn cơm, cho ta đem trước cửa này quét sạch sẽ. Nói xong trương lão bản nói thầm. Quả nhiên đều là tiện, hàng, đáng đời ngươi sang năm được đưa đến di trong nội viện. Nhã Lan ủy khuất cúi đầu, vương trọng đi tới. Tiểu tỷ tỷ. Nhã Lan quay đầu, phát hiện là cái khỏe mạnh khấu khỉnh hạ hài tử đang kêu nàng, trong tay còn cầm một cây nhang phúng phúng đùi gà. Tiểu hài tử, ngươi gọi ta sao? Nhã Lan xoa xoa nước mắt nói. Đưa cho ngươi. Vương Trọng đem đùi gà đưa tới, ở kiếp trước Nhã Lan đối với hắn tốt, cho hắn làm giày dạy hắn làm việc, thụ thương còn giúp hắn xoa chấn thương rượu. Hở? Nhã Lan sửng sốt một chút. Ta có người tỷ tỷ cùng dung mạo ngươi giống như, ta nhìn ra được ngươi là người tốt ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi vương trọng đem đùi gà bịt lại thần thần bí bí rời đi hiện tại hắn không cần thiết để nhã lan đi dù sao nhã lan coi như bị bắt vào đi không bao lâu liền ra về phần trương lão bản cầm văn tự bán mình vậy cũng không có gì đáng ngại dù sao lần này là hắn báo cáo trương lão bản thân vì trác phúc quản sự chỉ cần trác phúc bị bắt hắn thoát không được quan hệ trở lại mẫu thân bên này Hôm nay làm ăn khá khẩm, bởi vì gà tiện nghi duyên cớ đã bán một nửa. Chờ đến buổi chiều, trứng gà cùng gà đều xử lý sạch sẽ, trọng vẹn bán 20 lượng bạc. Nương, ta phát hiện một cái bí mật. Làm Trương Tiểu Hồng chuẩn bị xe đẩy thời điểm ra đi, Vương Trọng đột nhiên nói: "Hôm nay ta đang chơi thời điểm, nhìn thấy một người, cùng cổng huyện nha gián một cái tội phạm truy nã không sai biệt lắm." "Không thể nào?" Trương Tiểu Hồng có chút không tin là thật, chúng ta đi báo quan đi, có 200 lượng bạc khen thưởng đâu. Cái này. Trương Tiểu Hồng lắc đầu, cảm thấy nhi tử mặc dù thông minh, nhưng cũng không thể nhận ra tội phạm truy nã a. À. Chỉ là không đợi Trương Tiểu Hồng nói chuyện, Vương Trọng lôi kéo nàng, đi thôi nương, ta sẽ không nói mò. Sở dĩ lôi kéo Trương Tiểu Hồng, Vương Trọng cũng là lo lắng trong huyện nha người nhìn hắn là cái tiểu hài không điều hắn. Thời gian đốt một nén hương, Trương Tiểu Hồng đem xe đẩy đi vào huyện nha. Người tới chuyện gì? Kêu oan liền đánh trống, vô sự đi ra. Cổng bộ khoái quát. Trương Tiểu Hồng còn chưa lên tiếng, Vương Trọng tiến lên trước một bước, trực tiếp ném ra năm cái tiền đồng đi qua. Tìm các ngươi triệu đại nhân. Chuyện này căn hệ trọng đại, Trác Phúc ở đây làm mưa làm gió nhiều năm, hắn hoài nghi Trác Phúc trong nhà môn cũng có người, cho nên hắn nhất định phải tìm tới cái kia tự mình bắt giữ Trác Phúc triệu đại nhân, chính miệng cùng hắn nói. Trương Tiểu Hồng dù sao thường xuyên đến Nha Môn, biết Triệu Đại Nhân là tri huyện, đi tới nói. Có việc muốn cùng Triệu Đại Nhân bẩm báo, còn xin thuận tiện một chút. Thu tiền bộ khoái thái độ quả nhiên khác nhau, lơ đảng đem tiền vừa thu lại, nhẹ giọng nói. Không phải ta không nguyện ý thuận tiện, ta một cái người hầu, vô duyên vô cớ khẳng định là không thể để các ngươi đi vào đúng không hả, nếu không các ngươi cùng ta nói, đến cùng là chuyện gì, ta đi bẩm báo. Không được, chuyện này chúng ta tự mình muốn cùng triệu đại nhân nói. Vương Trọng nói, vừa ngoan tâm, lại đưa tới ngũ văn đồng tiền. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, cái này bộ khoái thu tiền, cắn răng một cái. Được, triệu đại nhân đồng dạng chạng vạn tối sẽ ra ngoài, các ngươi muốn đích thân cùng lời hắn nói, ngay tại như thế đợi. Như vậy đa tạ. Vương Trọng khỏe mạnh kháu khỉnh chấp tay bộ dáng này ngoại nhân xem ra buồn cười chi cực nhưng ở cái này bộ khoái xem ra tiểu tử này ghê gớm a à, tuổi còn nhỏ hiểu được hối lộ khách khí cùng cái đại nhân giống nhau như đúc ghê gớm thật ghê gớm hai mẹ con tại cửa ra vào chờ trương tiểu hồng vẫn còn có chút lo lắng càng không ngừng hỏi thăm vương trọng có phải thật vậy hay không nhìn thấy đối tượng truy nã có thể hay không lầm vương trọng chỉ có thể không sợ người khác làm phiền nói là thật rốt cục chỉ gặp huyện Nha Đại Môn mở ra, tri huyện Triệu Chính chấp tay sau lưng, đi ra, đi theo phía sau hai cái hạ nhân. Cổng bộ khoái vội vàng hướng Vương Trọng nháy mắt, Vương Trọng hiểu ý, tiến lên hô. Nhi đồng Vương Tiểu Ngư, thăm viếng tri huyện Triệu Đại Nhân. Ở kiếp trước kinh lịch để Vương Trọng minh bạch, cái này Triệu Chính là cái không tệ tri huyện, lấy lúc ấy trác phúc thân gia cũng không thể đủ thu mua Triệu Chính cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Thảo dân Trương Tiểu Hồng, thăm viếng Triệu Đại Nhân. Trương Tiểu Hồng vội vàng xoay người, khẩn trương ghê gớm. Triệu Chính nhướng mày, loại sự tình này trước kia hắn cũng đã gặp qua, đều là một phần có oan tình người nửa đường ngăn đón hắn, không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn không có một chút không kiên trì dáng vẻ, vuốt cầm nói. Là muốn giải oan. Không phải, ta. Chúng ta phát hiện một cái tội phạm truy nã. Trương Tiểu Hồng Đạo. Là đại quan đầu, người này ngay tại trong huyện thành. Vương Trọng trịnh trọng nói, chỉ chỉ trong phòng. Triệu Đại Nhân, trên đường nhiều người. Triệu Chính Long mày nhíu lại, đây là tại nhắc nhở hắn tai vách mạch rừng sao. Trước mắt tiểu hài tử này cũng liền 6-7 tuổi, thế mà hiểu nhiều như vậy. Trong lòng mặc dù kỳ quái, bất quá Vương Trọng đoán đúng, Triệu Chính nghe nói là tội phạm truy nã đại quan đầu tin tức, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vào nhà nói đi. Hai canh giờ về sau, trong huyện nha bộ khoái toàn bộ bí mật xuất động, thừa dịp bóng đêm, cấp tốc bao vây Trác phủ. Triệu Chính đứng tại Trác phủ cổng, Vương Trọng theo ở phía sau. Triệu đại nhân, Trác Phúc trên trán nốt ruồi thiên chân vạn sát là dính đi lên, là thật là giả, thử một lần liền biết, ta cùng mẫu thân sẽ không cầm loại này rơi đầu sự tình nói đùa, lại nói, coi như tính sai, đối ngươi cũng không có gì tổn thất, còn nếu là làm đúng, báo cáo triều đình, đối với ngươi mà nói cũng là một cái công lớn triệu chính kinh ngạc quay đầu nếu không phải vương trọng xác thực thoạt nhìn là cái tiểu hài hắn đều coi là nói chuyện cùng hắn chính là một cái trưởng thành lúc này trương lão bản quản sự vội vội vàng vàng mặc quần áo mở cửa triệu đại nhân đã trễ thế như vậy ngươi còn có chuyện gì a à? âm triệu chính một cước đem trương lão bản đạp lăn hô bắt lại rõ triệu chính vội vàng vào nhà một đám bộ khoái đi theo vào nhà Trác phúc người đâu, cho ta lập tức ra. Ồ, oh, oh, oh. bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 Bước kế tiếp kế hoạch, còn có đầu tư cơ hội đầu tư một chút. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 33 Bước kế tiếp kế hoạch, còn có đầu tư cơ hội đầu tư một chút. Trác phúc vội vội vàng vàng đi ra, cùng ở kiếp trước đồng dạng, hắn hỏi gì cũng không biết hô to oan uổng. Chẳng qua là khi triệu chính lột xuống hắn trên trán nốt trùi về sau, trác phúc cả người sững sờ tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ ra chính mình là thế nào bị phát hiện. Bắt lại. Triệu chính ra lệnh một tiếng, trác gia một nhà lão tiểu toàn bộ bị bắt. Sự tình làm tốt về sau, triệu chính để vương trọng cùng trương tiểu hồng đi huyện nha. Tiểu ngư, ngươi là thế nào nhận ra trác phúc? Triệu chính hỏi. Chúng ta bày bên trong nhìn thấy hắn, phát hiện nếu là không có nốt ruồi, hắn cùng tội phạm truy nã dáng dấp rất giống. Vương Trọng thuận miệng nói. Triệu Chính gật gật đầu, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là một đứa bé, điểm này không cần thiết nói hưu nói vượn đi, dù sao tội phạm truy nã bắt, hắn không nghĩ nhiều, nói ra. Đêm nay đêm dài, mẹ con các ngươi hai liền ở tại huyện nha đi, ngày mai ta phái người để các ngươi mang theo ngân lượng về nhà. Đa tạ Triệu đại nhân đa tạ triệu đại nhân. Trương Tiểu Hồng cảm ơn đến cực điểm. Triệu đại nhân. Tại triệu chính lúc sắp đi, Vương Trọng gọi hắn lại, trịnh trọng nói. Còn xin triệu đại nhân không nên đem chuyện của chúng ta cáo tri ra ngoài. Triệu chính kinh ngạc nhìn xem Vương Trọng. Cái này ngươi yên tâm. Nhoán một cái ba tháng trôi qua. Trong thời gian này, Vương Trọng tại Nhã Lan ra tù thời điểm, hắn đặt địa chờ ở nguyên địa. Nhã Lan nhìn thấy Vương Trọng, cũng rất là kinh ngạc, cuối cùng tại Vương Trọng thuyết phục phía dưới, đi Vương Trọng trong nhà, Vương Trọng nghĩ qua, về sau sản nghiệp của hắn sẽ cần rất nhiều tay sai, không tín nhiệm người hắn cũng không muốn trọng dụng, cái này trác phúc trọng dụng trương lão vốn là vết xe đổ. Mới đầu trương tiểu hồng không quá vui lòng mang theo Nhã Lan, thế nhưng là đang nghe xong Nhã Lan nói mình kia dân cờ bạc cha bán đứng nàng về sau, nàng nghĩ đến chính mình. Nếu là trượng phu vương đại dũng không chết, làm không tốt thu cuộc, cũng sẽ bán nàng cùng nhi tử đi. Nghĩ tới đây, nàng tiếp nhận Nhã Lan. Một ngày này, Nhã Lan mang theo vương trọng ra bán trứng gà, vào lúc giữa trưa, liền thấy từ cửa nha môn, áp tới mấy chiếc xe chở tù. Phía trên này tất cả đều là trác gia người cùng trương lão vốn dĩ cùng con của hắn. Trương này vốn ban đầu ở kiếp trước bởi vì là hắn báo án, cho nên bản án không có liên lụy đến hắn. Một thế này, hắn trốn không thoát liên quan. Nhã Lan phức tạp nhìn xem một nhóm người này, cuối cùng chỉ nói một câu đáng đời, sau đó tiếp tục bán lấy nàng trứng gà. Về sau cuộc sống, ba người đều chen tại trong một gian phòng, bất quá bởi vì có 200 lượng bạc, Vương Trọng cũng định đóng phòng ở mới. Xuân đi đi về đông, trong nháy mắt lại qua 6 năm. Những năm này, Vương Trọng dựa vào kia 200 lượng tài chính, mua tầm 10 dê đầu đàn cừu con, ba đầu trâu cái vì bảo vệ mình tài sản, hắn chuyên môn nuôi năm đầu chó săn, cho hắn trong nhà hộ viện. Một năm này, vương trọng 12 tuổi. Bây giờ vương gia, tại vốn có phòng ốc bên cạnh, lại đóng ba gian phòng nhỏ, trước kia phòng ở cũ biến thành chuồng gà, chuyên môn nuôi gà. Cái này ba gian phòng nhỏ không phải duy nhất một lần xây xong, mà là hai năm tạo một gian, vì tạo cái này ba gian phòng ở, bọn hắn tiêu hết tích xúc. Mặc dù không có tích xúc, Bất quá Trương Tiểu Hồng cùng Nhã Lan vẫn là rất vui vẻ, bởi vì đây là thuộc về bọn hắn nhà ở của mình, có thể ở tại loại này rộng rãi trong phòng nhỏ, mỗi ngày ăn no mặc ấm, các nàng đã vừa lòng thỏa ý. Trong khoảng thời gian này, ngoài trừ cần thiết lao động bên ngoài, Vương Trọng đối với mình rèn luyện cũng không có ngừng. Hắn phát hiện cổ thân thể này cùng trước đó Vương Nhị Bình hoàn toàn không giống, Vương Nhị Bình khi còn bé gầy yếu, kia là lúc đầu thân thể liền yếu, mà cổ thân thể này khi còn bé gầy yếu, đó là bởi vì ăn không ngon mặc không đủ ấm. Những ngày này hắn thiên thiên một quả trứng gà, thỉnh thoảng làm cái gà hầm hầm, thiên thiên ăn ngon uống sướng, thân thể của hắn dáng dấp phá lệ rắn chắc, mới 12 tuổi đã có một mét sáu mấy thân cao, điểm này nói thật, di truyền chính là vương đại dũng cái kia cường tráng thể trạng, bởi vậy luyện khởi công phu đến không chút nào mập mờ. Hiện tại nhà sự tình giải quyết, vương trọng tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Thứ nhất, trước tồn ít tiền, số tiền kia liền làm lần sau làm ăn tiền vốn, vương trọng cho mình thời gian là 4 năm, bởi vì đến lúc đó chính mình 17 tuổi, cổ nhân 14 tuổi tính trưởng thành, chính mình 17 tuổi ra ngoài giao thiệp với người, có tin phục lực. Thứ hai, hiện tại suy nghĩ về sau làm cái gì làm ăn. Vương trọng cho mình suy tư hai cái làm ăn. Một, nuôi dưỡng nghiệp. Cái này mình đã có cơ sở, mà lại chính mình bác sĩ thú y xuất thân, đối nuôi dưỡng nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhưng là nuôi dưỡng nghiệp tại cổ đại cũng có một vấn đề, đó chính là vận chuyển. Dựa vào xe ngựa những này, vận chuyển quá phiền phức, một khi đường xá xa xôi, chi phí gia tăng thật lớn, nguy hiểm quá lớn, bởi vậy nuôi dưỡng nghiệp rất khó làm lớn làm mạnh. Hay kiếm một khoản tiền, đi huyện thành khai gia tử quán khách sạn. Đây là có thể cân nhắc, vương trọng đối với mình trù nghệ cùng khách sạn thương nghiệp vận hành vẫn là có lòng tin, mà lại chính mình có nhiều như vậy súc vật, trong tử quán nguyên liệu nấu ăn không lo nguồn tiêu thụ. Vấn đề duy nhất là khu vực. Khu vực nhất định phải tốt, làm ăn mới có thể bạo. Từng, trước dựa vào nuôi dưỡng nghiệp tiết kiệm tiền, đến lúc đó lại tìm cơ hội khai gia tử quán khách sạn. Cứ như vậy quyết định. Vương trọng quy hoạch hoàn tất, ngày thứ hai liền đem xe đẩy, mang theo mấy con gà cùng trứng gà chuẩn bị ra ngoài buôn bán. Nhã Lan tỷ, nương ta đi đây ai trên đường chậm một chút trương tiểu hồng từ trong nhà ra đạo hiện tại vương trọng lớn ra ngoài mua bán sóng vương trọng đều chính mình ông xuống dưới có ít người nhìn vương trọng tuổi trẻ đã cảm thấy hắn thực sự bởi vậy hắn làm ăn cũng không tệ nhã lan cầm hai cái buổi sáng vừa mới làm bánh cùng bánh bao dùng vải bọc lấy chạy tới tiểu ngư trên đường chậm một chút nếu mệt ta cùng ngươi đi nhã lan tỉ ta đã lớn, loại này việc nặng ta tới. Ngươi vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng đáng yêu. Nhã Lan cười cười, trong mắt lóe khác ánh mắt, đem bao khỏa đồ ăn đưa tới về sau, hai người ngón tay tiếp xúc một chút, Nhã Lan mặt lập tức đỏ lên. Vương Trọng không có cảm giác cái gì kỳ quái, mấy ngày này tiếp xúc xuống tới, hắn đã sớm biết được Nhã Lan tâm ý. Dù sao tính được, Nhã Lan hiện tại cũng liền chừng 20 tuổi tác, dựa theo ở độ tuổi này, nàng sớm nên lập gia đình, cửa nhà hắn trước kia cũng không biết nhiều ít bà mối tới nói môi, thế nhưng là Nhã Lan một mực lắc đầu nói không. Dần già, người trong thôn đều hiểu, Nhã Lan đây là tại các loại, chờ Vương Tiểu Ngư lớn lên đâu. Đối với Nhã Lan, Vương Trọng không có nhiều thích, cũng không có gì bài xích, chẳng qua là cảm thấy nhà mình vẫn là quá nghèo, tại không có giàu có lên trước đó, hắn cũng không muốn thêm cái em bé. Tiểu Ngư, trên đường cẩn thận a ta và ngươi nương chờ ngươi trở về. Nhã Lan ôn nhu nói. Vương Trọng thoải mái sờ lấy Nhã Lan tay nhỏ. Nhã Lan tỷ ngươi yên tâm, trở về đi. Ừm. Bị Vương Trọng nắm vuốt tay, để Nhã Lan lòng tham an tâm. Đem xe đẩy, Vương Trọng đi ra ngoài. Chỉ là vừa đi ra ngoài không xa, một cái ngang ngược thanh âm hô. Thối tiểu ngư, kia Nhã Lan cùng ngươi là quan hệ như thế nào, các ngươi thế mà như thế thân, không biết xấu hổ. Ồ, oh, oh, oh. bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 Tranh Nguyệt Lạc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 34 Tranh Nguyệt Lạc Thanh âm rất êm tai, bất quá nghe có chút sinh khí cảm xúc. Không cần nhìn, Vương Trọng cũng nghe ra, nói chuyện chính là nhiều ngày không gặp quách Nguyệt Lạc. Nữ hai tử này khi còn bé một mực đi theo chính mình phía sau cái mông chuyển, thường thường lấy chính mình là nương tử của hắn tự cho mình là, bất quá 8 tuổi về sau, đứa nhỏ này đột nhiên khai khiếu, cùng hắn không có như vậy hôn, về sau có đôi khi sẽ tới chơi sẽ gà con, hoặc là tìm nhà bọn hắn nuôi mấy đầu chó săn chơi. 10 tuổi về sau, Quách Nguyệt Lạc bị cha mẹ của nàng tiếp tới, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hồi hương hạ ở vai ngay. Lần này, chỉ sợ là lại trở về. Đây không phải nương tử của ta a." À. Vương Trọng quét quách nguyệt lạc một chút, nữ sinh chính là phát dục nhanh a, à, đều gần giống như hắn cao. "Phi phi, ai là ngươi nương tử?" Quách nguyệt lạc trừng mắt Vương Trọng, nhưng lại không cảm giác được bất kỳ tức giận gì dáng vẻ, ngược lại có chút đáng yêu. Vương Trọng cố ý nói, "Sao không thừa nhận, khi còn bé ai đuổi theo ta hồ tướng công tới?" Quách nguyệt lạc lập tức nháo cái đỏ chót mặt ấp úng nói không ra lời. Vương Trọng nhìn nàng bộ dạng này vui vẻ, vẫy tay nói. Nói đùa với ngươi đâu, lúc nào tới? Buổi tối hôm qua ta cha đưa ta tới, mấy ngày nay chỗ của hắn bận biệu, không rảnh chiếu kháng ta. Vương Trọng gật gật đầu. Làm sao một người? Bà ngoại ông ngoại lại đánh bắt cá, một người nhàm chán. Quách Nguyệt lạc miết miệng, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngươi đây là đi bán trứng gà à? ta và ngươi cùng đi. Có thể, giữa trưa mời ngươi ăn cơm. Trên thân không có một cái bạc, chỉ có hai cái bánh nướng vương trọng chủ động nói, tốt như vậy miễn phí sức lao động, không cần nhiều đáng tiếc. Không có việc gì, trên người của ta có mẫu thân cho ta bạc. Quách Nguyệt Lạc rất hào phóng vỗ vỗ chính mình hầu bao, bên trong phình lên thì thầm. Đó là cái tiểu phú bà A. Theo Vương Trọng, nếu là có thể, đem Quách Nguyệt Lạc cầm xuống cũng không tệ, giữa bọn hắn vốn là trò chuyện đến, mẫu thân cũng thích nha đầu này. Từ từ sẽ đến đi, khi còn bé càng là quen thuộc, trong nội tâm nạn khe hở hắn thì càng khó chui vào, nhất định phải tiến hành trêu chọc trêu chọc, mới có thể lập tức chui vào. Nhiều bạc như vậy à, ngươi nếu là suy nghĩ nhiều chơi hội, ban đêm chúng ta cùng đi xem hoa đăng. Vương Trọng Đạo, tốt a à, tốt a, à, có hoa đăng sao? Ừm, ta biết một chỗ đến lúc đó ta đem xe ba gác dựng ở ta biết một cái thương hộ nhà, mang người tới. Hai người trò chuyện, bất tri bất giác đi ra ngoài thật xa. Chỉ là vừa chạy ra cửa thôn, liền nghe đến một đạo thô cùng thanh âm hô. Nguyệt lạc, ngươi trở về a. À? Vương Trọng quay đầu, phát hiện một 15-16 tuổi, mập mạp tiểu hài tử chạy tới. Nhìn người tới, Vương Trọng sắc mặt lập tức không dễ nhìn, nếu nói trong thôn hiện tại hắn ghét nhất ai, chỉ sợ sẽ là cái kia tốt đại bá cùng tốt đại cô Tiểu hai tử này gọi vương nhân Đúng là hắn thật lớn bá nhi tử Cái này vương nhân từ nhỏ phúc khí liền tốt hơn hắn nhiều Phía trên có 5 người tỷ tỷ Liền hắn một đứa con trai Bởi vậy tự tiểu chính là trong nhà cục cưng quý giá Bởi vậy từ nhỏ đã ăn ngon 15 tuổi niên kỷ liền đã dáng dấp mập mạp Cái này vương nhân nói rõ là đối quách nguyệt lạc có hứng thú Chỉ cần quách nguyệt lạc về nhà thăm tôn đại nương Tiểu tử này liền cầm lấy ăn tới thông cửa, tiểu tâm tư không ít. "Từng a, à, tối hôm qua vừa mới trở về." Nhìn thấy Vương Nhân, Quách Nguyệt Lạc đáp lại nói. Bởi vì Vương Trọng một nhà cùng Đại Bá Đại Cô hai nhà cũng không quá đối phó quan hệ, Vương Nhân đi tới cũng không có phản ứng Vương Trọng, nói ra: "Ta cha trước mấy ngày bắt được một con bé thỏ trắng, ta một mực nuôi đâu, ngươi muốn ta đưa ngươi." Quách Nguyệt Lạc lúc ấy ánh mắt liền sáng lên, dù sao nữ hài tử đều là thích lông xù tiểu động vật. Bất quá nàng còn chưa lên tiếng, vương trọng ngẩng đầu lên nói. Vương nhân, Nguyệt Lạc muốn cùng ta đi huyện thành đâu, con thỏ kia ngươi liền thả tôn đại nương là được rồi. Quách Nguyệt Lạc nghe xong, đúng a, à, còn muốn đi huyện thành nhìn hoa đăng đâu, con thỏ để bà ngoại thu là được. Nghĩ đến cái này, nàng vội vàng gật gật đầu. Đi huyện thành muốn đi không ít đường, ngươi đem con thỏ thả ta nhà bà ngoại là được rồi vương nhân lập tức gấp cơ hồ là dùng giọng khẩn cầu nói ra nguyệt lạc chúng ta nếu không đi trước nhìn con thỏ đi cái kia xem trọng con thỏ ta dẫn ngươi đi huyện thành đúng mấy ngày nay ta nghe ta cha nói có hoa đăng nhìn đâu ta dẫn ngươi đi xem đi cái này vương nhân thoạt nhìn ngốc đại thô nhưng đầu óc kỳ thật rất linh nếu là đổi lại người khác quách nguyệt lạc chỉ sợ cũng thật bị truy đi nhưng vương trọng là ai lúc này đem xe đem hướng quách nguyệt lạc trong bàn tay nhỏ vừa để xuống xe này đẩy mệt mỏi nguyệt lạc ngươi cho ta đẩy một gặp đi đi này thanh âm là tương đương bá đạo quách nguyệt lạc dù sao tiểu hài tử tỉnh tỉnh mê mê đem xe đẩy đi phía sau vương nhân gấp thẳng dậm chân nếu không phải nghĩ tại quách nguyệt lạc trước mặt biểu hiện tốt điểm hắn thật muốn đánh vương trọng vương tiểu ngư mẹ nó có chủ tâm cùng ta không qua được ngươi chờ ta nói cho cha đi. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, lòng dạ cùng cha hắn đồng dạng, đã phi thường ác độc. Vừa trở về, liền đem sự tình cùng cha hắn nói. Cha, kia vương tiểu ngư nhất định là cố ý, ta là xem ở nguyệt lạc ở bên cạnh muốn lưu cái ấn tượng tốt mới không có đánh hắn, bằng không để hắn chịu không nổi. Vương đại hổ lúc này ngay tại trong đất đào mà, nghe vậy, hắn cũng dừng tay lại bên trong sống. Ngươi làm không tệ, lần này mặc dù để vương trọng chiếm đi tiện nghi, vậy cũng không có việc gì, quay đầu chờ nguyệt lạc cô nương kia trở về, ngươi nhiều đi vòng một chút, nếu là có thể, đem nàng ngủ lại nói. Chờ nguyệt lạc 15 tuổi, ta cho ngươi đi cầu hôn, luận điều kiện gia đình, kia vương tiểu ngư tính là cái gì chứ? Ai nha, mệt mỏi quá a. À. Mới đẩy đi ra hai cây số, quách nguyệt lạc liền mệt tay mỏi như, chỉ có thể đem xe ngừng lại. Ta tới đi. Vương Trọng bình tĩnh xe đẩy, Quách Nguyệt Lạc cầm cỏ đuôi chó, lanh lợi nói: "Tiểu Ngư ca, vừa mới ngươi thật giống như rất sinh khí, vì cái gì a?" À? "Bởi vì Vương Nhân tiểu tử kia đối ngươi mưu đồ làm loạn." Vương Trọng không khách khí nói: "À, ngươi không có phát hiện sao?" Tiểu tử kia một mực hướng quần áo ngươi bên trong nhìn, "Ngươi nếu là đi theo hắn đi, hắn không chừng đối với ngươi như vậy đâu." Tiểu hài tử dù sao dễ bị lừa dăm ba câu vương nhân tại quách nguyệt lạc trong suy nghĩ hảo bằng hữu hình tượng trong nháy mắt sụp đổ hiện tại vương nhân tại trong mắt của nàng đó chính là một cái du côn vô lại cho nên loại người này về sau cách xa hắn một chút ngươi nhìn hắn tai to mặt lớn nhất định cũng tốt ăn lười làm bởi vì cần cùng người đều gầy lời này rất có đạo lý quách nguyệt lạc nghe được thẳng gật đầu trong lòng âm thầm nghĩ tiểu ngư ca chính là lợi hại người xấu người tốt liếc mắt một cái thấy ngay về sau ta xem ra muốn cách vương nhân xa một chút, ồ oh, oh. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 Tới cửa cầu hôn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 35 Tới cửa cầu hôn quách nguyệt lạc mặc dù cũng là ở tại huyện thành, nhưng là cha mẹ của nàng bình thường bề bộn nhiều việc, căn bản không rảnh mang nàng đi ra ngoài chơi bởi vậy kỳ thật nàng đối huyện thành còn không có vương trọng quen thuộc đi vào huyện thành vương trọng đi tới chỗ cũ nơi này rất phồn hoa dòng người đặc biệt nhiều tiểu ngư tới a à, liền biết ngươi hôm nay đến cho ngươi lưu lại vị trí bán bánh tráng các đại gia cười ha hả nói tạ ơn lạc các đại gia đây là mang cho ngươi trứng gà chính vương trọng đưa tới một cái đun sôi trứng gà bên cạnh bán cá kiều đại mẹ nói tiểu ngư hôm nay tới đủ chào buổi sáng nè. Vương Trọng cũng cho nàng cầm một cái trứng gà chín, trả lời. Hôm nay đồ vật nhiều, có thể muốn nhiều bán một hồi, liền sớm một chút tới. Tôn Thúc, đến, ăn trứng gà. Cái này trong một giây lát công phu, Vương Trọng phân đi ra mười mấy trứng gà. Hắn bây giờ có thể có vị trí tốt như vậy bày quầy bán hàng, dựa vào là cũng là cùng những này đại nhân quen thuộc, nếu không ai nhận biết cho ngươi vị trí tốt bán cho tới trưa gà cùng trứng gà, đáng tiếc hôm nay làm ăn không tốt lắm, chỉ bán một phần ba. Giữa trưa Vương Trọng cùng Quách Nguyệt Lạc một người một cái bánh nướng, sau khi ăn xong Vương Trọng thu bày, đem xe đẩy rời đi. Tiểu Ngư ca, ngươi làm sao không bán rồi? Quách Nguyệt Lạc hiếu kỳ nói. Hôm nay khẳng định bán không hết, ta bán cho người quen biết cũ đi. Hai người đem xe đẩy liên tiếp đi vào hai nhà khách sạn, thoáng qua một cái đi, những địa phương này bếp sau liền ra vương trọng cùng bọn hắn từng cái chào hỏi cuối cùng những người này tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới để nghi một điểm giá cả đem đồ vật đều bán xong tiểu ngư ca những địa phương này đã có thế đại lượng thu ngươi đồ vật vậy ngươi vì cái gì còn bậy thời gian dài như vậy bậy a à? quách nguyệt lạc hiếu kỳ nói đây không phải ngươi đi theo ta mà ngươi chơi hội vương trọng bình tĩnh nói quách nguyệt lạc sửng sốt một chút sau đó mới nhỏ giọng nói. À, dạng này a, à. Đi thôi, chúng ta đi xem hoa đăng. Vương Trọng đem chiếc xe tạm thời đặt ở một nhà quen thuộc cửa khách sạn, lôi kéo quách nguyệt lạc hướng bờ sông chạy tới. Bất quá khi đi ngang qua một nhà thịt heo trải thời điểm, quách nguyệt lạc vội vàng lôi kéo Vương Trọng nói. Tiểu ngư ca, chúng ta đổi đầu đạo đi. Thế nào? Kia là nhà ta. Quách Nguyệt Lạc chỉ chỉ thịt heo trải vương trọng long mày nhíu lại hắn nhớ kỹ cái này thịt heo trải thế nhưng là trong huyện thành lớn nhất một nhà không nghĩ tới chính là quách nguyệt lạc nhà vương trọng không nói gì lôi kéo quách nguyệt lạc lượng quanh một chút đường hai người tới huyện thành bên trên sông nhỏ nơi này đầy ấp người không ít người tại trong sông đặt vào hoa đăng đủ mọi màu sắc đều có bên trên cái đình nhỏ bên trong còn có không ít văn nhân mặc khách tại ngâm thi tác đối đáng tiếc vương trọng không thế nào thích loại này vẻ nho nhã đồ vật bằng không mà nói lúc này hắn có thể lên đài làm một lần kẻ chép văn lần này hai người chơi đến đã khuya trên đường trở về sắc trời đã có đen một chút hai người trên đường đi tới quách nguyệt lạc đột nhiên ông bụng nhìn một chút hồi hương đường đất hai bên rừng cây tiểu ngư ca ta nghĩ đi tiểu vậy ngươi đi nước tiểu a ban ngày không phải cũng nước tiểu vương trọng cau mày nói nhưng là bây giờ trời tối. Vậy được đi, ta cùng ngươi đi qua. Thế nhưng là ngươi là nam sinh. Ngươi khi còn bé ta loại nào chưa có xem, trả lại cho ngươi xoa đâu. Vương trọng bồi tiếp quách nguyệt lạc chạy đến một bên rừng cây, quách nguyệt lạc chỉ có thể ngồi sống xuống, khả năng bởi vì sợ, cũng chính là mấy giây thời gian, nàng cấp tóc mặt quần chạy ra. Bên trong thật là dọa người. Đừng sợ, có ta ở đây nghe được vương trọng thanh âm bình tĩnh quách nguyệt lạc nói tiểu ngư ca ngươi thật giống như cái gì còn không sợ đâu khi còn bé lên ta đã cảm thấy ngươi cái gì đều biết thật sao ừm đối tiểu ngư ca nhà ngươi cái kia nhã lan cùng các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào à hỏi cái này để làm gì hiếu kỳ vương trọng cười nhạt một tiếng nguyệt lạc tiếp qua mấy năm ngươi liền muốn lập gia đình đâu ngươi hy vọng gả cho ai vương nhân tên kia coi trọng nguyệt lạc ngoại trường nguyệt lạc xinh đẹp bên ngoài nhất định có hắn cái kia tốt đại bá chỉ thị mặc kệ là xuất phát từ tư tâm vẫn là cái khác quách nguyệt lạc hắn là truy định a à. quách nguyệt lạc không nghĩ tới vương trọng sẽ như vậy hỏi lập tức không biết như thế nào cho phải vương trọng cũng không muốn một đứa bé sẽ trả lời cười nói nương tử đi thôi chúng ta về nhà quỷ thần xui khiến, quách nguyệt lạc khẽ gật đầu, đi theo. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt đi qua ba năm. Ba năm này, vương trọng dựa vào chăn nuôi gà việc dê bò những này súc vật, cất một khoản tiền. Nguyên bản số tiền kia hắn là dự định đi huyện thành, tìm một cái khi nào chỗ nằm mướn đến, sau đó mở một nhà tử quán tới, dạng này càng làm càng lớn, hắn tin tưởng không dùng đến mấy năm, có thể để cho bọn hắn thu nhập tăng gấp đôi nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ngay tại một tháng trước, tại vương đại hổ ra hiệu dưới, một cái bà mối đi tôn đại nương kia làm mai sự tình đi. Cái này kêu là tìm kiếm ý, nhìn xem tôn đại nương nhà đối vương nhân đứa nhỏ này thấy thế nào. Tôn đại nương biết sự tình lớn, nào dám làm chủ, cho nên nói quay đầu cùng nữ nhi của hắn con rể nói một chút, hỏi bọn họ một chút ý kiến. Sau đó ngay tại bảy ngày trước, hắn liền thấy vương nhân cùng vương đại hổ cái này hai cha con bắt đầu chuẩn bị một đống lớn xính lễ, chuẩn bị đi quách gia đặt xính lễ. Cổ nhân, nữ tử đồng dạng 14-15 tuổi còn kém không có bao nhiêu người tới cửa tới nói việc hôn nhân, dù là chính là hiện đại, một phần nông thôn nữ tử cũng kết hôn rất sớm. Biết tin tức này về sau, vương trọng lúc này xác định, trong âm thầm chỉ sợ vương đại hổ cùng quách gia đem hôn sự nói không sai biệt lắm, chính mình tái không hành động, nguyệt lạc chỉ sợ thật sẽ bị gã đi thế là lập tức buông xuống việc nhà nông chạy vội trở về phòng nương ta chuẩn bị đi quách gia đặt sính lễ ta muốn cưới quách nguyệt lạc về nhà trương tiểu hồng đang nấu lấy cá kho nghe vậy vội vàng đi tới nhi tử êm đẹp ngươi nương vương đại hổ dẫn con trai của hắn vương nhân đi tới sính lễ ngươi lại nhìn xem nguyệt lạc lớn lên nàng làm vợ ngươi ngươi vui không vui vương trọng quả quyết đạo. Vui lòng là vui lòng, thế nhưng là năm ngoái, ta cũng cùng tôn đại nương đề cập qua những việc này, trước kia nói về ngươi hai sự tình, nàng đều là cười nói hảo hảo, còn nói thích ngươi, thế nhưng là năm ngoái, nàng liền không có đề, nói nàng cũng không làm chủ được, vẫn là phải nhìn quách nguyệt lạc phụ mẫu. Vương trọng minh bạch, đây là quách nguyệt lạc phụ mẫu ghét bỏ nhà hắn không bằng vương đại hổ nhà. Khi vương đại hổ trong nhà đồng ruộng có hơn mấy chục mẫu, người một nhà lại chỉ có vương nhân cái này một đứa con trai. Trái lại vương trọng, lão ba đã sớm không có, trong nhà cũng liền một cái lão mụ cùng một cái nhặt được nhã lan, dù là nuôi nhiều như vậy gà Việt Nga, nhưng máu chốt nhất bạc vẫn là không bằng vương đại hổ nhà nhiều à. Làm phụ mẫu, rất tự nhiên đều sẽ lựa chọn vương đại hổ nhà. Tiểu ngư Lúc này nhã lan từ trong phòng mình đi ra, cắn răng, có chút khẩn trương mà nói. Kỳ thật, kỳ thật ta nhìn ra được, Nguyệt Lạc nàng thích ngươi, ngươi thử nghiệm đi cầu hôn, nàng. Nàng vạn nhất tuyển ngươi đây. Ta. Ta đi trước chuẩn bị cỏ, đợi chút nữa muốn cho ăn dê ăn cái gì. Nói xong, Nhã Lan vừa nghiêng đầu, lóe nước mắt, đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, trong lòng cũng đọc lấy ngươi đây. Trương Tiểu Hồng thở dài. Nhà ta hiện tại liền 200 lượng bạc tả hữu, dù sao ngươi vô luận như thế nào làm, ta đều duy trì ngươi, bất quá về sau, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cô phụ Nhã Lan. Biết nương. Nói xong Vương Trọng lập tức trở lại chính mình phòng, đổi lên chính mình tốt nhất một bộ y phục. Ồ, oh. bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36 Lên xe trước sau mua vé bổ sung. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 36 lên xe trước sau mua vé bổ sung mấy ngày nay bởi vì vương đại hổ nhà hòa thuận quách nguyệt lạc phụ mẫu đàm xính lễ cho nên quách nguyệt lạc phụ mẫu cũng đều một mực ở tại tôn đại nương nhà quách nguyệt lạc tự nhiên cũng tại bất quá cùng khi còn bé so hiện tại nàng không giống khi còn bé chân trần nha tử cầm cỏ đuôi chó tại trên mặt đất bên trong chạy loạn hiện tại nàng trên cơ bản đều là một mực trạch trong nhà cũng chính là bốn phía đi dạo dù sao cũng là tiểu thư khuê cát cái tuổi này xuất đầu lộ diện tại cổ đại liền xem như gia phong không tốt, phía sau người khác sẽ nói nhàn thoại. Nguyệt lạc Vương trọng trong mồm ngậm có đuôi chó, tới lặng lẽ đến tôn đại nương cửa viện hô. Tiểu ngư ca Nguyên bản đang ngẩn người quách nguyệt lạc gặp vương trọng, mừng rỡ chạy tới. Vương trọng nói Vương đại hổ bọn hắn ở bên trong. Ừm. Quách Nguyệt Lạc khẽ gật đầu. Tại cùng cha mẹ ta đàm xính lễ sự tình, tiểu ngư ca, ngươi. Ngươi có lời gì muốn nói không? Ngươi muốn gả cho hắn sao? Ta. Đừng ta, ban đêm ngươi đến ta phòng, ta và ngươi đàm chút chuyện. Chuyện gì a? À? Ngươi nhân sinh đại sự, rất trọng yếu, khẳng định đối ngươi có chỗ tốt, có đồ tốt đồ vật tặng cho ngươi. Vương Trọng nói xong, lúc này chỉ gặp vương nhân thật xa dẫn theo hai cái rương chạy tới, nhìn thấy vương Trọng cùng hắn dự định nạn dâu châu đầu ghé tai nói chuyện, lúc ấy liền gấp. Vương Tiểu Ngư, ngươi làm gì vậy? Vương Tiểu Ngư khí định thần nhàn. Cùng Nguyệt Lạc nói chuyện phiếm đâu, sao rồi? Nguyệt Lạc, đừng để ý tới không hỏi hắn, tên tiểu tử nghèo này nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Vương Nhân trừng mắt Vương Trọng, vội vàng đem Quách Nguyệt Lạc kéo đến một bên. Thần kinh, Tiểu Ngư ca liền cùng ta tùy tiện tâm sự, chỗ nào chiếm ta tiện nghi? Quách Nguyệt Lạc đầu nghiêng tại một bên, ta đi về trước. Thời điểm ra đi. Quách Nguyệt Lạc liền suy nghĩ, tiểu ngư ca ban đêm để cho ta đi qua, là có chuyện gì à, còn nói có cái gì đưa cho ta, thứ gì? Chờ Quách Nguyệt Lạc vừa đi, vương nhân lớn lối nói. Tiểu ngư, ta cha đã đặt xính lễ, bà mối lập tức cho chúng ta tính cuộc sống thành thân, về sau cách vợ ta xa một chút, bằng không ta đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Thật sao, còn không có thành thân đâu, chớ đắc ý quá sớm. Vương Trọng cười một tiếng, bình tĩnh về nhà nguyệt khắc phong cao dạ. Vương Trọng lén lút tiến vào tôn đại nương nhà phòng, nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết quách nguyệt lạc ở cái nào gian phòng. Vừa tới cửa sổ bên cạnh, liền nghe đến quách nguyệt lạc phụ thân, quách tráng nói. Nguyệt lạc, hôm nay ta cùng vương nhân cha hắn, vương đại hổ nói chuyện, ngươi cũng nhận biết, bọn hắn người hay là không tệ, xính lễ không ít, trọng yếu nhất chính là, nhà bọn hắn điều kiện không sai, ngươi nhìn thôn này bên trong, Nhà ai điều kiện có vương đại hổ nhà tốt, ta cho ngươi tính toán, ngươi nhìn, nhà hắn heo có 10 đầu, hai đầu đất cày trâu, ruộng càng không cần phải nói, trong thôn là thuộc nhà hắn nhiều nhất, trọng yếu nhất chính là, nhà hắn liền vương nhân một đứa con trai. Về sau vương đại hổ gia nghiệp, còn không đều là ngươi cùng vương nhân, cho nên nghe cha, gả cho vương nhân không tệ. Vương nhân dáng dấp Hàm Hàm. Quách Nguyệt Lạc nói thầm. Hàm Hàm thuyết minh người trung thực Ngươi thành thật tốt bao nhiêu a, à? về sau ngươi gả đi không bị khi dễ. Ngươi nhìn hàng xóm Vương Tiểu Ngư, mặc dù dáng dấp tuấn tú lịch sự, người cũng có thể làm, nhưng trong nhà tình huống còn tại đó, ngươi gả đi cũng chỉ có thể chịu khổ. Đúng vậy a Nguyệt Lạc, Vương Nhân dáng dấp còn khỏe mạnh, về sau khẳng định sẽ giống cha hắn như thế tài giỏi. Quách Nguyệt Lạc mẫu thân cũng thuyết phục. Vương Trọng tại ngoài cửa sổ nghe được cảm giác khó chịu, cái này may mắn chính mình sớm có quyết đoán nếu bị quách nguyệt lạc phụ mẫu một trận này thuyết phục thật đúng là cho nói xong rồi cổ đại chính là như vậy tình yêu không yêu tình căn bản là không có nhìn chính là điều kiện gia đình chính là bởi vì không có cổ nhân mới đem một phần tình yêu câu chuyện rộng vì truyền tụng đó là bởi vì tất cả mọi người ước mơ loại kia tình yêu chính là bởi vì không có loại này tình yêu cho nên mới ước mơ người một nhà thay phiên thuyết phục quách nguyệt lạc không nói rất nhanh mọi người nghỉ ngơi Vương Trọng lúc này mới lặng lẽ gõ một cái cửa sổ. Quách Nguyệt Lạc mở cửa sổ, kinh ngạc nói. Tiểu ngư ca. Xuyệt, hiện tại đi ta nơi đó đi, có việc cùng ngươi trò chuyện. Vương Trọng nói chuyện với Quách Nguyệt Lạc, từ trước đến nay cũng không cho nàng cân nhắc thời gian, cái này bắt nguồn từ từ nhỏ cho Quách Nguyệt Lạc ấn tượng chính là. Vương Trọng nói đối, Vương Trọng làm sự tình nhất định được. Cho nên không đợi Quách Nguyệt Lạc đáp lời, Vương Trọng tiếp tục nói. Ta dìu ngươi. Nhà. Quách Nguyệt Lạc từ trên cửa sổ bò lên xuống tới, hai người thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ hướng Vương Trọng ở gian phòng đi đến. Từ khi Vương Trọng cho nhà mình xây ba gian phòng ốc về sau, chính là hắn, Trương Tiểu Hồng cùng Nhã Lan một người một gian. Bởi vậy dẫn Quách Nguyệt Lạc về nhà căn bản không có việc gì. Tiểu Ngư ca, ngươi dẫn ta tới, muốn nói gì nha? Trong phòng đen sì, bầu không khí có chút mập mờ, quách nguyệt lạc có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vương Trọng cầm tay nàng, ngồi trước. Để quách nguyệt lạc ngồi ở mép giường bên trên, Vương Trọng xuất ra một cái cái hộp nhỏ nói. Đây là ta hồi trước tại trong huyện thành cố ý mua cho ngươi lễ vật. Lễ vật. Quách Nguyệt Lạc ánh mắt sáng lên, ngươi nói muốn đưa ta đồ vật chính là cái này. Nàng vội vàng mở ra, bên trong là một cái vòng ngọc, ống ánh sáng long lanh tiểu ngư ca ngươi đưa ta lễ vật làm gì a à? kỳ thật ta lúc đầu dự định là kiếm một chút bạc đi trong huyện thành làm chút mua bán chờ kiếm rất nhiều bạc nhắc lại thân không nghĩ tới vương nhân tiểu tử kia sớm đi nhà ngươi cầu hôn nói đến đây quách nguyệt lạc có ngốc cũng minh bạch đầu nàng thấp rất thấp tay một mực sờ lấy vòng ngọc cũng không biết nghĩ cái gì nguyệt lạc ta còn có đồ vật muốn đưa ngươi vương trọng thăm trầm đạo thứ gì a à? nằm xuống nói cho ngươi. À, không muốn. Quá nhanh. Điểm nhẹ. Còn muốn. Vương Trọng. Sắp lúc trạng sáng, Quách Nguyệt Lạc mở to mắt, có chút khẩn trương mà nói. Tiểu Ngư ca, lần này. Lần này chúng ta làm sao bây giờ a, à, chúng ta? Còn có thể làm sao, ta liền hỏi ngươi, ngươi có thích ta hay không? Ừm. Quách Nguyệt Lạc khẽ nói, ta kỳ thật cũng đã sớm cùng cha nói không thích vương nhân thế nhưng là hắn luôn nói nhà hắn điều kiện tốt có lỗi với tiểu ngư ca thích là được ta sẽ đối với ngươi phụ trách vương trọng kỳ thật hắn lúc đầu khinh thường loại này lên xe trước sau mua vé bổ sung hành vi nhưng nhìn vương nhân kia tiểu tử như vậy túng không tức chết hắn liền có lỗi với hắn ta rời giường bằng không bị người coi không được nhìn thấy liền thấy nhà ta điều kiện mặc dù không bằng vương nhân nhưng hắn là dựa vào cha hắn. Ta vương tiểu ngư hiện tại còn trẻ, nương tử ngươi nhìn xem, về sau ta sẽ dẫn lấy ngươi, mẹ ta, còn có nhã lan tỷ, cùng một chỗ được sống cuộc sống tốt. Ồ, oh, 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 bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 Tức chết vương nhân, một tuần mới đã đến, cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương ba tức chết vương nhân. Một tuần mới đã đến, cầu phiếu đề cử sáng sớm, tôn đại nương liền loạn thành một bầy. Bởi vì quách nguyệt lạc mẫu thân buổi sáng đi quách nguyệt lạc gian phòng thời điểm phát hiện người không ở trong phòng, cái này nhưng làm bọn hắn lo lắng. Gặp gặp, nguyệt lạc nhất định là bị tặc nhân đoạt đi, ta đáng thương nữ nhi a. À. Trong lúc nhất thời, tôn đại nương cùng quách nguyệt lạc mẫu thân mã yến khóc thành nước mắt người. Báo quan vội vàng báo quan quách tráng chạy ra ngoài bất quá vừa ra cửa liền thấy nguyệt lạc chạy chậm đến tới đi theo phía sau vương tiểu ngư phu phu thoáng qua một cái đi quách nguyệt lạc trực tiếp quỳ xuống thật xin lỗi cha mẹ ta ta tối hôm qua tại tiểu ngư ca kia ta thích tiểu ngư ca quách tráng kém chút không có đứng vững mã yến cùng tôn đại nương lập tức mộng bức mã vũ thì là vỗ đùi gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. À? Cho ta vào nhà lại nói. Loại này mất mặt sự tình, Quách Tráng cũng không muốn để ngoại nhân biết, thế là Trừng Vương Trọng một chút, tức giận vào nhà. Vương Trọng viện Quách Nguyệt Lạc vào nhà, thái độ bình tĩnh nói. Quách Tráng thúc, chuyện này là lỗi của ta, bất quá ta cùng Nguyệt Lạc là thật tâm yêu nhau, ta hiện tại còn trẻ, điều kiện gia đình mặc dù không bằng vương nhân nhà, nhưng sẽ cố gắng. Ba quách tráng vỗ bàn một cái. Cố gắng, cố gắng giá trị mấy cái bạc. Ngươi dựa vào cái gì cố gắng? Thực không dám giấu dến, ta lúc đầu dự định là đi trước huyện thành khai gia tử quán làm nghề nghiệp, nhưng là nghe được vương nhân nhà đặt xính lễ, ta đổi chủ ý, trước cưới Nguyệt Lạc, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, ta sẽ đối với Nguyệt Lạc tốt. Quách tráng hư lạnh một tiếng, đang muốn mắng nữa, bất quá lúc này, vừa bên trên mã yến nhẹ nhàng lôi kéo quách tráng quần áo, ra hiệu quách Tráng không nên nói nữa, sau đó hướng Vương Trọng nói: "Tiểu Ngư, ngươi đi về trước đi, chuyện này ta sẽ cùng mẹ ngươi nói." Vương Trọng trong lòng hiểu rõ, hắn biết chuyện này xong rồi. Cổ nhân đối trong sạch chi thân phá lệ coi trọng, bọn hắn quách gia coi như vẫn như cũ không đồng ý để Quách Nguyệt Lạc cùng với Vương Trọng, cưỡng ép đem Nguyệt Lạc gả cho Vương Nhân, một khi Vương Nhân nhà nghe nói tin tức này, làm không tốt liền sẽ khó xử Nguyệt Lạc. Cho nên càng nghĩ mà Yến cảm thấy, đã ván đã đóng thuyền, chuyện này chỉ có thể dạng này. Giờ phút này, Vương Đại Hổ nhà. Trước một khắc Vương Đại Hổ cùng Vương Bình hai huynh muội này còn tại cùng người nhà đàm tiếu, Vương Nhân lập tức sẽ cưới Nguyệt Lạc. Phải biết quách Nguyệt Lạc nhà chỉ như vậy một cái nữ nhi, chờ về sau quách tráng lớn tuổi, quách gia gia sản còn không đều là bọn hắn Vương Nhân nhà. Vương nghĩ tới đó, Vương Nhân chính mình cũng nhìn không được vui vẻ, tràn đầy thịt mỡ gương mặt mừng rỡ thẳng run. Mỹ nhân, bà, hết thảy tới, cái này chuyện tốt thật là cản cũng ngăn không được a. À. Chỉ là sau một khắc, liền thấy quách tráng mang người, giờ lên hôm qua bọn hắn tặng xính lễ đến đây. Quách tráng, ngươi đây là ý gì? Vương đại hổ nhướng mày. Xin lỗi đại hổ huynh, chúng ta cái này thân gia làm không được, ta nữ nhi kia, lòng có sở thuộc, xin lỗi. Quách tráng, ngươi chơi vương gia chúng ta đại hổ huynh tuyệt đối không có ý tứ này thật sự là ta cũng mới biết lần này quách tráng cũng là sợ gây phiền toái cho nên mang người có không ít vương đại hổ mặc dù phẫn nộ cuối cùng không dám động thủ thật sự tình chính là như vậy ta nữ nhi kia thích vương tiểu ngư hai người bọn họ tình cùng vui vẻ cái kia cứ như vậy đi cáo từ quách tráng dẫn một đám người vội vàng rời đi chờ bọn hắn vừa đi vương đại hổ mới từ trong thôn những người khác trong miệng biết được kia vương tiểu ngư cũng không biết sự cái gì thủ đoạn tối hôm qua đem quách nguyệt lạc lừa gạt giường này mới khiến quách tráng sáng sớm tới giải hôn ước vương tiểu ngư ngươi mẹ nó tốc độ thật là nhanh vương đại hổ chỉ cảm thấy ngực khó chịu tức giận đến mí mắt thẳng run vương nhân hai mắt đỏ ngầu phù phù quỳ gối vương đại hổ trước mặt cha ta nhất định phải cưới nguyệt lạc ta thích nàng Ta thích nàng a." Âm. Vương đại hổ chỉ tiếc trèn sắt không thành thép một cước đạp tới. Vật không thành khí, để ngươi sớm một chút đem nhà đầu kia đi ngủ sớm một chút ngươi không nghe, hiện tại tốt, nàng bồi tiếp Vương tiểu ngư ngủ, ngươi ở rễ có làm được cái gì? Ngươi là muốn cho người trong thôn trò cười ta sao? Thế nhưng là, cha. Cha, ta không cần gấp gáp a, ta thật không cần gấp gáp a." đừng phiền lão tử vương tiểu ngư ngươi chờ đó cho ta ta nhất định phải giết chết ngươi vương nhân gắt gao siết quả đấm nguyệt lạc là của ta là ta a à. hắc xì vương trọng ngay tại đạp đất thình lình hắc xì hơi một cái ai da không biết tên cháu trai nào ở sau lưng mắng ta tiểu ngư lúc này nhã lan ở sau lưng xuất hiện nhã lan tỷ. vương trọng quay đầu Nhã Lan cúi đầu, trong tay bưng lấy một tiểu cái bao khỏa, đưa cho Vương Trọng nói. Đây là ta nương thời điểm chết, truyền cho ta đồ trang sức. Vương Trọng mở ra xem, bên trong là một cái kim vòng tay. Ngươi muốn cưới Nguyệt Lạc, cái này ngươi có thể cho nàng, nhà nàng điều kiện tốt, ngươi có thể lấy được nàng cũng là phúc khí. Vương Trọng thở dài nói. Nhã Lan tỷ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không rõ ta sao? lúc đầu ta dự định là trước cưới ngươi, thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, vương nhân đặt xính lễ, ta nếu là không được động, nguyệt lạc liền bị cưới đi, cho nên ta chỉ có thể dạng này. Tiểu ngư, ngươi ý tứ. Vương trọng kéo qua nhã lan bởi vì làm việc nhà nông mà đã thô ráp tay. Chờ ta cùng nguyệt lạc ổn định lại, ta liền cưới ngươi. Ừm. Nhã lan khóe mắt ngậm lấy nước mắt, trọng trọng gật đầu. Vương tiểu ngư, ta hôm nay giết chết ngươi. Đúng lúc này, chỉ gặp Vương Nhân Dơ Sắc Bá, tấn mãnh lao đến. Vương Tiểu Ngư, ngươi đoạt ta nàng dâu, lão tử liều mạng với ngươi. Nhìn thấy hắn tới, Vương Tiểu Ngư đâu còn không rõ hắn muốn làm gì, đơn giản cũng là bởi vì Quách Nguyệt Lạc bị hắn hái được quả đào, tiểu tử này tức không nhịn nổi, đến liều mạng tới. Nhã lan tỷ, ngươi đi gọi người. Nói xong, Vương Trọng Dơ Sắc Bá cũng vọt tới những năm này vương trọng ngoại trừ xuống đất làm việc, cũng không phải uổng phí, nương tựa theo trước kia công phu ký ức, hắn trong âm thầm đã sớm luyện qua trước kia học qua công phu. Bởi vậy chờ Nhã Lan đem người hô tới, liền thấy vương nhân sưng mặt sưng mũi quỳ trên mặt đất, đang gọi vương trọng ba ba. Cha, ta không dám, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Vương nhân vẽ mặt cầu xin, hai tay lôi kéo chính mình lỗ tai quỳ trên mặt đất. Cái này chạy tới quách tráng bọn người nhìn thấy một màn này, đều là thần sắc quái dị. Vương nhân thoạt nhìn nhưng còn cao hơn vương trọng nửa cái đầu, thân thể cũng càng rắn chắc, nhưng thế mà bị đánh quỳ trên mặt đất gọi cha, hắn lão tử nếu là biết, chỉ sợ đến tức chết. Bởi vì quách tráng đến đây, hắn dù sao cũng là đại nhân, cho nên dăm ba câu hòa giải, để vương nhân đi. Vương nhân tự biết mất mặt, chuyện này cuối cùng không dám truyền đi. Mà một tháng sau, Bà mối tính toán ngày sinh tháng đẻ, tuyển một cái may mắn cuộc sống, vương trọng chính thức hạ sính lễ, cùng Nguyệt Lạc thành hôn. Ồ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 Khai tửu lâu, cầu phiếu đề cử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 38 Khai tửu lâu, cầu phiếu đề cử, nhất bái thiên địa Nhị bái cao đường phu thê giao bái. Theo cao thanh âm vang lên, tại vương trọng trong nhà, hắn cùng quách nguyệt lạc quỳ gối ba vị cha mẹ trước mặt, rốt cục thành hôn. Kết hôn lễ nghi tục sự vẫn như cũ rất nhiều, điểm này để vương trọng rất là phản cảm, bất quá trở ngại người nhà mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể một nghiêm mặt từng cái làm theo. Lần này thành hôn, vương trọng đưa một nửa dê làm xính lễ, kỳ thật đây là quách gia muốn ít, nếu là dựa theo vương đại hổ nhà những cái kia lễ hỏi, chỉ sợ vương trọng những năm này tồn ngân lượng muốn còn thừa không có mấy may mắn quách tráng cũng không phải loại kia không biết chuyện người mặc dù hắn ghét bỏ vương trọng nhà điều kiện không tốt nhưng đối với vương tiểu ngư đứa nhỏ này hắn cũng là thật coi trọng luận năng lực tuyệt đối là còn mạnh hơn vương nhân điểm này là người trong thôn công nhận cũng chính vì vậy tại biết quách nguyệt lạc thích vương trọng chi về sau hắn cũng liền nhận mệnh không chút khó xử vương trọng tiểu ngư ca ta hiện tại là nương tử của ngươi ta cha hỏi ngươi muốn lễ hỏi lại ít như vậy ngươi về sau nhưng phải tốt với ta điểm Tiệt rượu ăn được về sau vương trọng về tới động phòng quách nguyệt lạc một bên thay vương trọng thoát y một bên kiều tiếu nói vương trọng cười một tiếng còn gọi ta tiểu ngư ca đâu nên đổi giọng quách nguyệt lạc cúi đầu vỗ một cái vương trọng bả vai chán ghét tướng công nương tử ngươi yên tâm những năm này ta đã cất một phần ngân lượng, đang chuẩn bị đi trong thành khai gia tử quán. Vậy trong nhà những này súc vật đâu? Quách Nguyệt Lạc gánh thầm nghĩ. Trong huyện thành tử quán rất nhiều, cạnh tranh rất kịch liệt. Yên tâm. Vương Trọng vỗ vỗ Quách Nguyệt Lạc tay nhỏ. Những này súc vật ta không định nuôi, nuôi cả một đời cũng liền dạng này. Ta đúng vậy nhẫn tâm chúng ta người một nhà cả một đời canh giữ ở cái này thâm sơn cùng cốc, nghe được Vương Trọng cái này lời nói hùng hồn, quách nguyệt lạc trong lòng ấm áp. Tướng công, vẫn là ngươi có chí khí, bất quá việc ngươi cần nói tốt nhất hỏi một chút cha ta, hắn tuổi trẻ thời điểm vào nam ra bắt nhiều, có kinh nghiệm. Từng, đây là tự nhiên, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Ai nha? Thành hôn về sau, Vương Trọng không có trước tiên chuẩn bị nồi lẩu công việc, mà là tiếp tục chăn nuôi lấy một đám súc vật. Một năm sau, cảm giác tồn đủ tích xúc vương trọng liền dẫn quách nguyệt lạc cùng đi huyện thành chuẩn bị tìm kiếm nơi thích hợp khai gia tử quán cái này huyện thành bởi vì cách đế đô khá gần là đế đô kết nối phía ngoài tứ đại thành một trong phi thường phồn hoa bởi vậy ở chỗ này tử quán vô số đại tử quán quán rượu nhỏ hoa tử quán nói bình thư tử quán khách sạn tử quán thật sự là rất rất nhiều may mắn huyện thành này đủ phồn hoa bởi vậy mới có thể nuôi sống nhiều như vậy thương gia, nhưng cũng bởi vì nhiều, những quán rượu này cũng chỉ có thể bảo trì nửa chết nửa sống trạng thái. Vương Trọng cùng Quách Nguyệt Lạc đi trước cha vợ nơi đó, Quách Tráng nghe nói Vương Trọng muốn ở chỗ này mở tử quán, lúc ấy liền không vui. Tiểu Ngư, ta biết đầu óc ngươi linh, thế nhưng là ngươi dù sao quá trẻ tuổi, đừng bảo là địa phương khác, chính là ta trên con đường này, tử quán liền có năm nhà, kia mấy nhà làm ăn ta đều nhìn, đều là bình thường bạn, có ba nhà còn lỗ vốn, cho nên khẳng định không được. Cha, tiểu ngư nói hắn có biện pháp. Quách Nguyệt Lạc bên cạnh lẩm bẩm miệng thay phu quân giải thích. Vương Trọng nói. Ta mở tử quán, cùng bọn hắn không giống. Làm sao cái không giống? Ta chuẩn bị làm nồi lẩu. Những năm này, Vương Trọng đã sớm quan sát qua, rượu nơi này quán, mặc kệ là loại nào loại hình tử quán, tất cả đều là liên miên bất tận, liền mấy cái kia đồ ăn, liền kia hai loại rượu đơn điệu để cho người ta sốt ruột. Mà nồi lẩu, nơi này căn bản không có. Hắn khai hỏa nồi cửa hàng, có tam đại ưu thế có thể để cho hắn thành công. Thứ nhất, mới lạ. ở trong huyện thành người điều kiện phần lớn không kém, tất cả mọi người nguyện ý nếm thử mới lạ đồ vật. Thứ hai, chi phí thấp. Làm sao trong những quán rượu này muốn mời đầu bếp, đầu bếp tay nghề nếu là chênh lệch của ngươi đoạn cho dù tốt cũng vô dụng, hơn nữa còn muốn mời điếm tiểu nhị, rửa chén công, những người này mỗi tháng đều là muốn tiền công. Mà nồi lẩu, đầu bếp tối thiểu nhất không cần, nồi lẩu mang thức ăn lên so xào rau muốn thanh nhàn không ít, điếm tiểu nhị lượng công việc giảm mạnh, cho nên chỉ cần một nửa điếm tiểu nhị là được, cái này chi phí lập tức liền thấp xuống. Thứ ba, nồi lẩu giá cả thân dân. Nồi lẩu mọi người đều biết, giá cả đều là thân dân, tỉ như nồi lẩu ngọn nguồn liệu là canh gà người có thể tùy tiện phối chút rau quả là được giá tiền này liền tiện nghi và thân bằng hảo hữu ăn cơm uống chút rượu hướng trong canh thả điểm rau xanh củ cải cái gì chẳng những ăn ngon còn tiện nghi trọng yếu nhất chính là bầu không khí nhất là mùa đông tuyệt đối có thể có cái này ba điểm ưu thế vương trọng tin tưởng làm ăn nhất định sẽ thành công nguyên lai like cái này gọi nồi lẩu a nghe là không sai thế nhưng là đây là một bên nấu một bên ăn có thể hay không không tiện quách tráng lo lắng vương trọng đã sớm nghĩ kỹ nói ta cùng nguyệt lạc nói qua những ngày này ta sẽ chuẩn bị nồi lẩu tài liệu đến lúc đó mang đến chúng ta người một nhà ăn chút được nếu là ăn ngon ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi sự tình nói xong vương trọng cùng quách nguyệt lạc ngồi một hồi liền lên đường rời đi về đến nhà Vương Trọng bắt đầu trọng chế tạo nấu nồi lẩu bồn. Nồi có hai loại lựa chọn, một cái là nồi sắt, một cái là nồi đất. Cuối cùng Vương Trọng lựa chọn nồi đất, bởi vì nồi đất tương đối mà nói dùng bền, chịu nhiệt tính tốt, nồi sắt dễ dàng hư hao không nói, mà lại biên giới chỗ rất nóng, dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Sau đó liên hệ thôn bên cạnh một cái gốm sứ thợ thủ công, định chế to bằng chậu rửa mặt nhỏ nồi đất. Nấu nồi lẩu tài liệu tương đối đơn giản. Vương Trọng lựa chọn là than củi, đem một đầu chặt thành cỡ ngón tay một đoạn nhỏ một đoạn nhỏ về sau, thả bồn sát bên trong buồn bực đốt, cuối cùng đều biến thành từng đoạn từng đoạn màu đen than củi. Than củi sẽ không sinh ra minh hỏa thiêu đốt, đạt tới châm về sau liền sẽ biến thành than lửa, một đống lửa than, có thể duy trì một tới hai giờ nhiệt độ cao thời gian. Cho dù là xã hội hiện đại, rất làm thêm đồ nướng, cũng dùng những này than củi đến đặt ở vị nướng bên trong làm đồ nướng. Đồ nướng cơ sở tài liệu toàn bộ chuẩn bị, tiếp xuống chính là nồi bát bầu bồn. Hắn không giống cái khác tử quán như thế, nồi bát bầu bồn bàn này lớn, bàn kia tiểu, đều không thống nhất, thoạt nhìn rất không chính quy. Hắn yêu cầu chính là hoàn toàn tương tự, đồng thời mỗi cái bát phía trên đều khắc lên bốn chữ. Tiểu ngư nồi lẩu. Làm ăn, muốn làm lớn, liền phải làm ra nhãn hiệu, bằng không đợi qua cái một năm nửa năm, nhân gia liên tiếp học hắn làm nồi lẩu cái kia còn làm cái rắm. Mà nhãn hiệu, liền để hắn có nhận ra độ, chỉ ít dù là thời gian trôi qua lại lâu, có người vừa nhắc tới nồi lẩu, trong đầu lập tức nhớ tới. Tiểu ngư nồi lẩu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 Tiểu ngư nồi lẩu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 39 tiểu ngư nồi lẩu năm tháng vội vàng. Trong nháy mắt, thời gian hai năm đi qua. Một năm này, vương trọng 18 tuổi. Mặc dù hắn cùng quách nguyệt lạc kết hôn ba năm, nhưng là quách nguyệt lạc bụng một mực không gặp lớn. Người trong thôn rốt cục nhìn không được đối vương trọng chỉ rõ, chỉ là đối với những này, vương trọng không nhìn thẳng. Những người này biết cái gì, hắn còn trẻ, cũng không muốn sớm như vậy muốn hài tử, bởi vậy hắn cùng với quách nguyệt lạc thời điểm, thời khắc mấu chốt đều là bên ngoài cơ thể, có đôi khi để Nguyệt Lạc ăn nóng hổi. Quách Nguyệt Lạc đương nhiên hiểu vương trọng tâm tư, nhưng những này nàng chỗ nào có ý tốt đối với người ngoại nói, mỗi lần cha mẹ của nàng hỏi, nàng luôn luôn ngượng ngùng cúi đầu, nói bọn hắn tạm thời không muốn hài tử, sự nghiệp làm trọng, dù sao đều tuổi trẻ. Trong hai năm qua, vương trọng một mực chuẩn bị khai hỏa nội công việc. Cũng không phải hắn không nghĩ tăng thêm tốc độ, thật sự là cổ đại hiệu suất làm việc thấp dọa người tỷ như làm những cái kia nồi đất trước trước sau sau nghiệm chứng ba tháng mới có một cái hắn hài lòng nồi đất khiến cho cái kia thợ thủ công kém chút bỏ gánh không làm về sau chính là chuẩn bị nồi lẩu gia vị cái này gia vị là nồi lẩu linh hồn không có gia vị nồi lẩu kia là không hoàn chỉnh nhưng vương trọng trước kia chỉ ăn quá mức nồi lại không làm qua cho nên cần hắn từng cái điều chỉnh thử hôm nay chuẩn bị chua cây cộng lại ngày mai chuẩn bị ngọt mặn cộng lại có đôi khi vừa chuẩn chuẩn bị hành tỏi thả cùng một chỗ điều chỉnh thử không ít khẩu vị rốt cục thử nghiệm ra bảy loại khẩu vị trong đó ở trong đó khẩu vị có thể lẫn nhau điều tính linh hoạt phi thường lớn cơ sở tài liệu sau khi chuẩn bị xong còn lại chính là nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu nấu ăn tạm thời không thiếu vương trọng trong nhà có gà có vịt còn có dê bò lợn đều có hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn lại tìm địa điểm thích hợp. Cuối cùng, tại cha vợ quách tráng trợ giúp dưới, Vương Trọng tìm được một nhà ở vào thành nội đường sông bên trên quán rượu, người ở đây lưu lượng rất lớn, nhưng khuyết điểm cũng có, đó chính là mở tử quán rất nhiều, muốn ở chỗ này mở ra một phen sự nghiệp, mở người đến có không ít lòng tin. Đời trước quán rượu lão bản, cũng bởi vì không có tốt đầu bếp, cuối cùng làm ăn càng ngày càng ít, đóng cửa vương trọng nhìn thấy tửu lâu này thời điểm lúc này liền quyết định lựa chọn nơi này tửu lâu này trên dưới hai tầng mỗi tầng đều có mười cái vị trí đằng sau còn có cái hậu viện theo thứ tự là bếp sau kho củi cùng ba gian phòng nhỏ có thể ở người vì mướn tửu lâu này nhiều năm tích xúc còn thiếu không ít vì thế hắn cắn răng một cái đem trong nhà trâu toàn bộ bán lúc này mới gom gấp ngân lượng mướn quán rượu hai năm chạng vạn tối nhập thu thời tiết đã chuyển lạnh quán rượu mướn về sau vương trọng cùng quách nguyệt lạc ở tạm tại trượng nhân gia bên trong hôm nay để ăn mừng nồi lẩu quán rượu khai trương vương trọng đem nhã lan cùng mẫu thân đều nhận lấy người một nhà tại quách tráng nhà ăn vương trọng nồi lẩu thứ này xác thực ăn có không khí quách tráng uống nhiều mấy chén có chút phía trên hắn kẹp lên vài miếng rất mỏng thịt dê nướng để vào trong nồi sau đó hướng vương trọng nói hiền tế lửa này nồi xác thực đủ vị nhất là lập tức mùa đông ăn để cho người ta ấm áp không ít nhưng ngươi nghĩ tới mùa hạ a à, mùa hạ khô nóng lửa này nồi đúng vậy thích hợp ăn a à. điểm ấy ta đã sớm nghĩ tới đến lúc đó tại đẩy ra nồi lẩu đồng thời ta chuẩn bị lại làm cá nướng cá nướng người một nhà rất kinh ngạc liền quách nguyệt lạc cũng là kinh ngạc nhìn vương trọng bởi vì nàng chưa nghe nói qua việc này vương trọng bình tĩnh nói cái này sau này hãy nói. Tốt, hiền tế, có chuyện gì cần ta bộ xương già dạ này hỗ trợ, cứ việc nói. Quách tráng hào khí vạn trượng, nhìn về phía mẹ vợ Tôn Yến. Gần đây nhà ta thông thả, để mấy cái kia làm công đi chúng ta hiền tế quán rượu hỗ trợ mấy ngày. Ai, quay đầu ta cùng bọn hắn đi nói. Tôn Yến gật đầu. Phích lịch lóc bốt. Ba ngày sau, tiểu ngư nồi lẩu quán rượu chính thức gây dựng vì tạo thế, quách tráng mời không ít bản địa thân bằng hảo hữu. Vương trọng thì là để Nhã Lan lấy ra bút mực, tự mình viết xuống từng trương tuyên truyền đơn. Tiểu ngư nồi lẩu chính thức gây dựng á. Một người chỉ cần 49 văn, chẳng những có thể nếm khắp trong tiệm hết thảy rau quả loại thương phẩm, mà lại đưa tặng hai cân thịt gà làm ngọn nguồn canh. Về sau loại thịt khác tính, mang tiểu hài tiến đến, tiểu hài còn bất kể đầu người phí tuyên truyền đơn nhất xem viết cho tới trưa, viết đến cuối cùng, Nhã Lan chính mình cũng học xong, thế là Vương Trọng để nàng viết. Trong tử lâu không tính quách tráng mang tới họa kế, Vương Trọng hết thảy mời tám người. Ba người phụ trách bếp sau loại thịt, hai người phụ trách rửa rau hái đồ ăn, ba người bưng trà đưa nước. Về phần Nhã Lan cùng quách nguyệt lạc, phụ trách ra ngoài mua sắm một việc thích hợp, ngẫu nhiên đánh một chút tra tay mẫu thân trương tiểu hồng ngay tại quầy hàng cũng là đánh một chút ra tay kết tính tiền cái gì bây giờ trong nhà súc vật đều bị vương trọng bán bán đại bộ phận đưa đến quách tráng trong chuồng heo nuôi cái kia địa phương đủ lớn bất quá đại bộ phận là chăn heo trong nhà mà trên cơ bản là giao cho tôn đại nương cùng mã vũ thúc xử lý dạng này kiểu mới nồi lẩu quán rượu vừa mở trương lập tức đưa tới thành nội không ít người chú ý không có cách mỗi lần có người đi ngang qua nơi này đều sẽ nghe được bên trong bay ra nồi lẩu mùi thơm, máu chốt giá cả thân dân, chỉ cần ngươi không điểm loại thịt, một người chỉ cần 49 văn. Giá tiền này cùng bên ngoài cái khác quán rượu tiện nghi nhiều, thế là dẫn tới không ít người tới nhắm nháp. Mà lại bởi vì hiện tại là mùa đông, đi ăn cái khác thịt rượu, nóng hổi đồ ăn một hồi liền lạnh, nhưng nồi lẩu không giống, nồi lẩu ăn một lần, giữa mùa đông ăn người nóng hổi ghê gớm, bởi vậy làm ăn càng ngày càng tốt. Bất quá! đại đa số người là không coi trọng tử lâu này trường kỳ phát triển. Dù sao tất cả mọi người không ngốc, thứ này mặc dù ăn ngon, nhưng mùa hè vừa đến, nhiệt độ kia có thấy nhiệt người chết, lại ăn nồi lẩu, trừ phi là chân ái. Nhất là Vương Đại Hổ cùng Vương Bình hai nhà, tại biết Vương Tiểu Ngư mang theo người một nhà mở quán rượu về sau kiếm nhiều tiền, ghen tị tâm đều rút, phía sau nhiều lần khẳng định, mùa hè vừa đến, quán rượu nhất định lỗ vốn. Mùa hè rốt cục đến đây nồi lẩu quán rượu làm ăn xác thực thanh đàm không ít bất quá không sao không có mấy ngày thành nội tiểu ngư nồi lẩu quán rượu tái phát tuyên truyền đơn món ăn mới phẩm cá nướng tới hết thảy có ba khoản cá nướng chờ ngươi lựa chọn tề cây cá nướng tươi hương cá nướng nguyên vị cá nướng lựa chọn sử dụng cá nướng tất cả đều là vương trọng đi đánh cá nhân gia tuyển chọn tỉ mỉ xuống tới cái đầu lớn nguyên một bàn cá nướng mang thức ăn lên cũng có thể tiếp điểm đồ ăn viên thịt để vào bên trong làm phối liệu. Lập tức, tiểu ngư nồi lẩu quán rượu làm ăn lần nữa tăng vọt, một năm qua đi, làm ăn rốt cục ổn định lại. Vì tăng lên quán rượu tại trong lòng mọi người cấp bậc, vương trọng đem lầu hai địa phương ngăn cách, làm thành nhã gian, chuyên môn mời nhà khúc sư tới đàn tấu. Hai năm qua đi, vương trọng tính toán một cái, hai năm này hắn kiếm, so với trước kia nuôi dưỡng nghiệp muốn bao nhiêu ra gấp sáu lần. Cũng liền tại một năm này, quách nguyệt lạc bụng rốt cục lớn. Vương Trọng cũng từ một cái người trong thôn biết rõ chăm chỉ thiếu niên con cá nhỏ, biến thành thành nội người người biết rõ thông minh tuyệt đỉnh vương trưởng quỷ. Chúc mừng vương trưởng quỷ, lệnh phu nhân có tin mừng nha. Lan Trung vị quách nguyệt lạc bắt mạch, mừng rỡ nói. Vương Trọng sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn, dù sao một đêm kia, hắn không có bên ngoài cơ thể, o Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video